Vâng, và xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bờ Leo. Ngày hôm nay thì em vừa mới về một sản phẩm mang tên là Panasonic PMX100, sử dụng một cặp loa 3 đường tiếng với đường kính bát khoảng tầm 12cm và chiều cao khoảng 27cm, chiều ngang khoảng 15cm và chiều sâu khoảng 23cm. Cặp loa này đều đã được phủ bóng piano, mang cho các bác cảm giác nó sử dụng rất sang trọng và rất là đẹp, rất bóng. Và ở màng loa thì sử dụng màng loa cao su anh nhé. Thường hầu hết các cặp loa về thì cặp loa này cho chúng ta cái đường loa cao su ấy, gần đường gân loa rất là tốt, đánh cái bass rất là cực kỳ là hay luôn. Nếu các bác nghe phòng nhỏ thì đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời nếu bác nào yêu thích dòng loa nhiều bass. Quay lại gần hơn một chút các bác nhé. Thì ở phía trước đây đầu CD của nó để sử dụng dạng nhôm rất là nhôm phai rất đẹp các bác nhé. Ngoài ra thì ở trên mặt máy đây đã sử dụng sẵn một cái đường chỉnh bass chép. Các bác nào mà có nhu cầu yêu thích thì các bác có thể chỉnh được luôn bass chép ở mặt máy đây. Hầu hết là các bộ dàn sẽ không có bass chép ở mặt máy, các bác sẽ phải vào trong điều khiển, nhưng mà đây thì có sẵn luôn rồi. Đó, ở đây là nút thu tất nguồn, cổng USB. Cái cổng USB rất là hay các bác nhá. Cổng USB này các bác có thể vừa chơi nhạc từ trên YouTube xuống, các bác có thể chơi USB bằng nhạc flap, dạng nhạc wireless chất lượng cao. Rất tuyệt vời luôn. Vừa sạc vừa nghe nhạc luôn, hoặc là vừa chơi nhạc nghe luôn. Ở đây là nút suộc, nút stop bài, play next bài và đây là nút Bluetooth. Cái nút Bluetooth này các bác nhá. Khi mà các bác có thể nghe Bluetooth mà dùng ở máy này rồi ấy, các bác phải giữ nguyên cái Bluetooth này khi mà các bác muốn chuyển sang cái thiết bị điện thoại khác, để nó pairing lại máy, ấn giữ khoảng 3 giây cho nó pairing lại máy và sang cái điện thoại khác để kết nối vào thì mình mới dùng được. Nôm na là các bác khi mà các bác muốn chuyển Bluetooth sang máy khác thì các bác phải ấn lên nút này. Đó, đây là nút volume rồi, nhôm phai rất đẹp. Đây là cái nút mà mở khay mở đĩa. Ok, em sẽ xoay phía sau, các bác xem phía sau các bác nhá. Cho con máy này có gì đặc biệt. Đây. Từ bên trái sang đây là nút nguồn này. Nguồn này sử dụng điện 100V các bác nhá. Cái điện năng tiêu thụ là 651W. Cái anten bắt wifi hay Bluetooth. Mạng LAN các bác có thể stream nhạc từ máy tính sang. Đây. Đây một cổng rất là hay này, cổng USB PC cho các bác có thể chơi nhạc từ máy tính sang. Các bác cắm cái USB đọc được tất cả các đôi phở đác, đôi nhạc chất lượng cao. Nó nét luôn đấy ạ. Và cổng AUX in. Cổng AUX in thì đơn giản rồi, chúng ta có thể cắm được từ điện thoại hay những cái thứ mà thiết bị ngoại vi vào, như là một cái thiết bị khác. Sử dụng cổng RCA đây. Đây là cổng AFM. Đơn giản này thôi. Một bộ dàn đầy đủ tính năng và rất nhiều tính năng như là Bluetooth, CD. Đó. Một cặp loa 3 đường tiếng rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng rồi. Đây bộ PMX100 này, đầy đủ tính năng. Đó. Thì em sẽ test bộ nhạc các bác nghe hơn, để hiểu hơn về chất âm của bộ nhạc bộ loa này. Xin lỗi các bác là em đang bị hơi bị ốm một chút, nên là trong quá trình quay clip cho các bác thì nó bị ảnh hưởng, thì các bác thông cảm cho em. Em sẽ quay chi tiết hơn một chút về cặp loa các bác nhé. Đây, đen bóng cực kỳ đẹp đấy. Để em xem công suất của nó ở phía sau thì em không nhầm là công suất của con loa này. Đây, các nhìn nhé, các bác nhìn nhé. Con loa này PE100, công suất của nó không ghi ở đây cho em cũng không thể nắm được. Thì cái thông số của nó trở kháng là 3 ohm toàn tiếng Nhật thôi. Thì có lẽ để em sẽ tìm hiểu, em để trên cái bài viết của em cho nó chi tiết hơn. Và sau đây thì em sẽ mời các bác lắng nghe một đoạn nhạc của siêu phẩm Panasonic PE100 các bác nhé. Bộ dàn đầy đủ tính năng USB, CD rồi Bluetooth. Không thiếu tính năng gì cho các bác chơi. Cực kỳ tiện lợi.